Mừng các bác đã đến với video tiếp theo của Linh Anh. Thời gian gần đây thì rất là nhiều bác thắc mắc với em là mà vận chuyển làm cho đồng hồ chạy nhanh hoặc chạy chậm, và dành nhất là những cái bác mới chơi chưa biết được nguyên lý hoạt động của đồng hồ cổ, nên là chưa biết cách xử lý như thế nào để đồng hồ chạy cho đúng. Vì thế ngày hôm nay em sẽ lên một video hướng dẫn cho các bác chỉnh nhanh chậm đồng hồ làm sao để chạy đúng với đồng hồ, với múi giờ hiện tại các bác nhé. Đây, các bác có thể nhìn thấy đây sẽ là nguyên lý hoạt động của đồng hồ. Đây sẽ là con nắp và đây là chỉnh nhanh và chỉnh chậm. Khi đồng hồ chạy nhanh thì các bác hạ con nắp xuống cho em. Còn khi đồng hồ chạy chậm thì các bác kéo con nắp lên. Và đây là nguyên lý hoạt động của nó. Bây giờ em sẽ mô tả thực tế cho các bác xem để các bác có thể hiểu được các bác nhé. Đây chính là con nắp của chiếc đồng hồ. Em lấy ví dụ chiếc Verdes số nổ này. Đây, ở đây các bác nhìn thấy sẽ có một cái chân rem. Như em vừa nói, nếu đồng hồ chạy chậm thì các bác kéo con nắp lên, có nghĩa là bác sẽ vặn cái rem này lên, cái hạ kéo con nắp này lên một chút. Đấy, các bác có thể thấy nó điều chỉnh được đúng không ạ? Các bác kéo con rem lên. Đấy. Và các bác theo dõi xem là đồng hồ đã chạy đúng hay chưa. Tiếp tục, nếu đồng hồ chạy nhanh thì các bác hạ con nắp xuống. Đây, các bác nhìn thấy tay xoáy của em này, hạ con nắp xuống. Đấy, rồi các bác kéo theo chiều dài. Đấy, hạ bao nhiêu tùy các bác, mỗi lần các bác hạ một chút thôi để kéo con nắp xuống. Rồi tiếp tục, các bác cứ vậy treo vào đồng hồ và theo dõi trực tiếp cho em. Rất đơn giản phải không ạ? Đấy, các bác chỉ cần hiểu như vậy thôi. Nhanh thì mình hạ con nắp xuống và chậm thì kéo con nắp lên. Rất đơn giản, và các bác theo dõi cứ mỗi lần một chút một là đồng hồ các bác sẽ về trạng thái ban đầu và chạy đúng giờ. Rồi, em xin cảm ơn các bác. Đây là chiếc đồng hồ Verdes số nổ. Bên em xin giới thiệu tới các bác. Cũng đã có video rồi, âm cực kỳ hay và với giá chỉ có 11 triệu thôi ạ. Các bác có nhu cầu thì xin liên hệ với em qua số điện thoại 084-326-1111, add Zalo của em, cũng như ấn đăng ký kênh để em ra nhiều video để các bác có thể xem được nhiều chiếc đồng hồ đẹp đẳng và âm hay nữa các bác nhé. Em xin chân thành cảm ơn.